mà chỉ vì một đám lòng hoàng thì cuối cùng là mất bố mất tiếng 10 phút. Chẳng hạn. Rồi. Với PP thì chúng ta đã học qua về cách setup môi trường. Rồi học về biến. Rồi câu lệnh dãy nhánh. Bao gồm if, else và switch. Case. Câu lệnh còn lại là loop while. Do while for cộng cộng và for trừ trừ rồi còn for each. For each. Các loại dữ liệu, kiểu dữ liệu. Bao gồm number, số, bao gồm chuỗi, bao gồm ký tự, boolean, rồi bao gồm mạng array. Trong mạng array của chúng ta thì nó phân ra làm hai loại, một mạng array in có index, một loại index value, một loại array dựa vào key value. Được chưa? Value thì khi mà sử dụng mạng thì chúng ta cái index value này, index value nó sẽ không dùng với nhập cái vòng for này thì người ta sẽ không dùng với cái for thì dùng được hết, nhưng mà dạng key value này không dùng được trong vòng for tiến của for, không dùng được cái trò này bởi vì index của nó bây giờ nó thay bằng key rồi, cho nên nó không có cộng cộng trừ trừ gì cả. Được chưa? Ngoài ra chúng ta đã học qua những cái hàm cơ bản trong PHP. Hàm cơ bản chúng ta có hàm echo này. Dùng để làm gì? Làm gì? Hiển thị giá trị. Được chưa? Hàm padam dùng để làm gì? Được. Hàm padam dùng để làm gì? Sai. Nó cũng là hiển thị giá trị nhưng mà nó sẽ hiển thị ra cả kiểu dữ liệu và chi tiết của cái giá trị đó. Được chưa? Hàm đai. Dừng chương trình lại. Được chưa? Hàm gì nữa? Hôm trước chúng ta làm về cái giải chương trình thứ hai, chúng ta quen với SQLT đúng không? Là gì? Căn bậc hai có hàm bao, hàm này là hàm bình phương nhân số mũ đúng không? Đó, các phép toán thì chúng ta cũng học rồi, nó chẳng có gì gọi là cao siêu cả. Hôm nay chúng ta sẽ sang một phần mới, nó tương đương với lại cái trò là biến như này. Đâu biến đâu nhỉ? Mấy đứa biết biến ở đây biến đây. Đã nói những biến thì chúng ta sẽ còn phải nói thêm mới đến với cái khái niệm là hằng số nữa. Hôm trước tôi nói biến là cái gì nhỉ? Tiếp. Cái gì cơ? Cái gì mà thể cái tiếp đấy? Quy định bắt đầu bằng dấu gì? Rồi, ok. Giá trị của biến có thể thay đổi được không? Rồi. Thì ví dụ chúng ta có biến như sau. $name bằng, ví dụ tôi viết đây là Đinh Công Cần. Và tôi hoàn toàn có thể hiển thị giá trị của nó, tôi sử dụng là echo
đô la name cộng chuỗi, đúng không? Cộng chuỗi này như này, đang hút cần. Ví dụ như này, đúng không? Thì khi mà chạy thì chúng ta sẽ chạy bằng localhost sược K31 B1 L4 mấy nhỉ? 46. Đúng không? Đinh công cần đang hút cần. Và sau khi có chạy câu này rồi, tôi có một cái thẻ BR ở đây. Sau đó tôi lấy là lại xét lại giá trị của name bằng Nguyễn Bách Dương. Nguyễn Bách Dương. Và là echo đô la name cộng với đang đập đá. Đúng không? Thì chúng ta xếp xuống, chúng ta chạy. Thì cái biến ở phía trước này thì giá trị của nó name, cái giá trị name bằng đinh công cần. Sau đấy thì giá trị name được thay đổi, được gán lại bằng Nguyễn Bách Dương. Đúng không? Thì ở đây cái biến của chúng ta là một cái, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể gán lại giá trị cho nó bất kỳ lúc nào. Đúng chưa? Chúng ta có loại, có các loại tham số, cái loại tiếp theo nó tương đương với biến. Ví dụ tôi có đây là cái, tôi có một định nghĩa một cái biến, biến từ tiếng Việt dịch sang tiếng Anh ấy, à đâu, hằng số từ tiếng Việt dịch sang tiếng Anh ấy là constant. Constant. Được chưa? Là hằng số. Hằng số trong toán học là những cái số nó không đổi. Đúng không? Thì ở đây chúng ta cũng có thể khai báo một cái constant bằng cách như sau. Khai báo từ const. Được chưa? Ví dụ đây tôi để là class name bằng K31B1. Đúng không? Thì chúng ta nhìn thấy cái hằng số nó khác gì so với cái tên biến? Không có đô la, đúng không? Không phải viết hoa đâu nha. Cái viết hoa là tôi cố tình viết hoa, chứ còn không viết hoa cũng được. Được chưa? Không viết hoa cũng được. Bây giờ chúng ta echo ra class name. Thấy không? Đúng chưa? Kết quả nó như nhau. Kết quả nó như nhau. Nhưng mà bây giờ chúng ta thử gán lại giá trị cho cái constant này. Thử class name bằng K31B2. Và là echo cái class name này một phát nữa, liệu có được không? Syntax error, syntax dịch sang tiếng Anh nghĩa là gì? Hả? Đúng rồi, lỗi cú pháp. Đọc cái này là syntax nhá. Lỗi cú pháp unexpected, expect là mong đợi. Được chưa? Mong muốn, mong đợi. Có một ký tự không mong muốn ở dòng ở file index.php dòng số 14 là dấu bằng. Được chưa? Thì ở đây chúng ta nhìn thấy cái dòng số 14 này dấu bằng này. Chuẩn chưa? Với hằng số thì chúng ta không gán lại giá trị được, nó sẽ báo lỗi ngay lập tức. Được chưa? Và chúng ta nó sẽ dừng lại ở đấy luôn, chết. Chết hệ thống. Đây là fatal error, lỗi nghiêm trọng. Như này thì chạy được. Đúng không? Nhớ, hằng nó cũng giống như biến. Giống ở đâu? Giống ở việc là chúng ta có thể là đặt tên, khai báo, gắn giá trị. Gắn cái gì cũng được. Được chưa? Nhưng mà nó khác biến, khác ở đâu? Không có dấu đô la và không thay đổi được giá trị của nó. Được chưa? Nốt vào, nó lại quên hết bây giờ. Rồi bây giờ các bạn thử đi tìm cho tôi xem là với cái đặc tính này của hằng số thì nó dùng để làm cái gì. Thật chưa? Ôi chết mẹ rồi. Người ta dùng hằng số để làm cái gì?
Xong chưa? Thử nghĩ em dùng để làm gì? Tiến, tiến xoăn. À, dùng hằng số để làm gì? Chưa thấy à? Tí này, dạy thêm cho luôn một cái trò nữa. Quay đây này. Ví dụ tôi có một cái hàm tính tổng. Tôi viết ở đây function đúng không? Ờ chết mẹ, chưa dạy hàm đúng không? Đó, ok. Ví dụ nhá, tôi có một cái file, new file, đây là thiện.th.pp, được chưa? Ở đây tôi có một cái biến là name bằng như này chẳng hạn, được chưa? Bây giờ trong file index.pp nó muốn dùng cái nội dung của cái file kia, đúng không? Tôi tiến hành require cái file là thiện.th.pp. Được chưa? Để em coi nhá, coi nhá. Cái biến name ở trong file index này đã tạo chưa? Theo như này là chưa đúng không? Tức là khi mà cộng này nó sẽ bằng null cộng với đang hút cần. Đúng nhá? Thì bây giờ chúng ta coi này. Thấy gì? Biến name có giá trị chưa? Rồi đúng không? Tức là nó bê nguyên toàn bộ cái nội dung từ cái file thiện.th.php kia, nó vứt vào chỗ require này. Thêm một hàm mới đấy, viết vào. Require là hàm yêu cầu, nó sẽ bê toàn bộ nội dung của một cái file khác vứt vào cái chỗ của chúng ta đặt require. Sao? Được chưa?
chúng ta rewind quay rồi. Rồi. Thế nếu trong tình huống như này, khi mà chúng ta làm dự án thì cái việc đặt tên trùng tên trùng cái số lượng file chúng ta phải tương tác nó rất là lớn đúng không? Đúng nhỉ? Đây tôi cho các bạn xem một cái project của PHP nhá. Đây là dự án chạy thật rồi đấy, con Đông Nam Media. Còn con EduChip thì đang làm dở không đây, con Agri. Agri. Đây, đây là con app nông nghiệp. Đây. Thấy chưa? Xem số lượng file này. Info đây. Đây. 466 MB gồm 45.000 item, tức là 45.000 file. Rồi, tất nhiên là trong này nó có rất là nhiều thư viện, còn bọn cái code nó không nhiều lắm đâu, nhưng mà rơi vào tầm khoảng vài trăm đến khoảng hơn 1.000 file do tự mình code ra. Đúng không? Nhưng mà đấy nó chỉ là một cái phần nhỏ thôi. Tuy nhiên cái ở đây tôi chỉ muốn nói là cái số lượng file mà chúng ta cần phải tương tác với nhau nó rất là nhiều. Đúng không? Dẫn đến cái việc là đặt trùng lặp những cái tên biến là chuyện bình thường. Đúng không? Ví dụ trong cùng một lĩnh vực chẳng hạn thì khoảng 5 thằng code kiểu gì chẳng có thằng đặt trùng tên. Đúng không? Số lượng code nhiều mà cho nên là việc trùng tên biến là chuyện bình thường. Được chưa? Do đó nếu mà chúng ta dùng biến không để quy định các cái giá trị thì ở sẽ có khả năng gây ra là ở một chỗ nào đó nó sẽ vô tình xảy ra cái chuyện. Đây là chuyện không may thôi. Ví dụ như kiểu tên biến ở đây tôi muốn tên nên nó luôn luôn là Trần Hữu Thiện chẳng hạn. Nhưng mà vô tình ở một lúc nào đó chúng ta muốn thay đổi cái giá trị này đi, chúng ta lỡ tay thay đổi đi chuyển thành Đinh Công Cần thì cuối cùng lại trở về là thằng Cần hút Cần. Đúng không? Chứ không còn phải là như tôi mong muốn nữa. Và chúng ta hãy tưởng tượng này. Bây giờ chúng ta có khoảng 100 file, mỗi file 100 dòng là chúng ta có bao nhiêu dòng? Bao nhiêu dòng code? 10.000 dòng code đúng không? Bây giờ nếu mà tôi lỡ sai ở dòng thứ 400 nhưng mà đến dòng thứ 10.000 nó output ra một cái giá trị mà không như tôi mong muốn. Tức là tôi phải tìm lại trong cái khoảng từ 1 từ 0 cho đến 10.000 dòng kia, cái dòng để output ra để xem nó sai chỗ nào và sửa đúng không? Đúng không? Chưa tính là không có chuyện là tìm vào trong một file trong Ctrl F tìm cái tên biến nó bị sai đâu. Đúng không? Mà là phải sao? Tìm trong 100 cái file kia. Đúng không? Đúng chưa? Công việc nó quá vất vả. Và thậm chí xảy ra những cái chuyện là đánh chửi nhau là chuyện bình thường. Đúng không? Tao code không sai, tự nhiên ghép vào với mày thì nó thành sai. Đúng không? Thế cho nên là chẳng biết là thằng nào sai được cả. Mà thằng cái việc đặt tên biến là chuyện quá bình thường, bảo sai kiểu việc đặt tên biến hơi vô lý. Đấy chưa? Do đó nếu mà những cái giá trị mà người ta không muốn thay đổi nữa thì người ta sẽ chuyển nó sang định nghĩa bằng hằng số. Ví dụ như ở đây tôi đặt ở đây là một cái constant name bằng cái này. Và ở bên này thì tôi dùng cái name này. Kết quả nó sẽ đúng như tôi mong muốn. Chứ không thể nào nếu mà nó cái thằng mà cốt sau ấy mà nó sửa cái này lại. Thì sao? Thì nó đi ăn cứt ngay. Đúng chưa? Thì nó biết đấy, có thằng đặt tên biến là như đặt tên hằng là như này rồi thì mình tránh nó ra. Xong chưa? Và đố các bạn biết tôi viết như này có được không? Lỗi này là lỗi khác nhá. Thì lỗi, nhưng lưu ý đọc, chúng ta phải có cái thói quen đọc lỗi. Lúc nãy là lỗi gì? Lỗi cú pháp rồi, ok. Bây giờ là lỗi gì? Constant là gì? Hằng số đúng không? Name là tên hằng, được chưa? Already đã cái này là thì gì? Hiện tại tiếp diễn đúng không? Gì nữa? Define đúng nhá? Thì là cái hằng số name đã được định nghĩa rồi, không dùng không định nghĩa lại được nữa đúng không? Ở dòng số index.php size dòng số 4 được chưa? Thì mở nó ra
Đây, có phải đúng dòng này không? Comment vào, chạy. Xong chưa? Và thường thường người ta hay sử dụng hằng số để định nghĩa những cái giá trị về config. Giống như hôm trước tôi có vẽ cho các bạn cái hình á. Sẽ như này. Các bạn còn nhớ cái mô hình client server không? Quên ngay rồi. Đây. Đây là cái trình duyệt. Đúng không? Cái trình duyệt này sẽ gửi một yêu cầu, cái request lên server. Đúng chưa? Đúng chưa? Thì cái server này nhận cái request này ấy, nếu mà thực tế xong khoảng thời gian khoảng 2-1-2 tháng nữa thì các bạn sẽ học đến cái phần là database, lưu trữ dữ liệu ở dưới này. Và chúng ta dùng PHP để tương tác với cái dữ liệu ở trong cái cơ sở dữ liệu này. Và sau đó lấy dữ liệu ra rồi chúng ta lại generate là sinh, sinh ra file HTML. Và từ đây chúng ta trả ngược lại, respond lại, trả lại cái trình duyệt của người dùng. Đúng chưa? Thì cái việc tương tác này, các bạn biết nó cần cái gì không? Thứ nhất, cần thông số. Thứ hai, cần mật khẩu, tài khoản để truy cập vào trong cái cơ sở dữ liệu. Ví dụ như sau. Ví dụ như sau. Ở trong cái các dự án của chúng ta thì ví dụ như chúng ta có thể kết nối, đây Navicat, tôi dùng cái phần mềm này để kết nối cơ sở dữ liệu. Các bạn nhìn thấy đây rất nhiều các cơ sở dữ liệu khác nhau đúng không? Một con localhost tức là ở máy tôi này. Được chưa? Tôi bỏ này đi đã. Delete được nhỉ. Rồi, một con ở mắt bão. Được chưa? Đây, cái server của nó đặt nó là như này này. Là IP là 12.1.12.78.2.95. Một con đặt mắt bão này. Một con đặt ở OneCloud đi. Chắc là cái con này ở bên Mỹ. Chẳng nhớ vứt đâu. Một con máy tôi này. Một con AgriApp này. Con này tôi tắt rồi. À đây vẫn còn này. Đây thông số của nó đây. 125.212.202.97. Đúng không? Rồi một con là ở AWS. Nhưng mà con này tôi tắt mất rồi. Xóa đi. Amazon, một con EduChip. EduChip thì như con này cũng tắt rồi. Con Đông Nam Media chắc chắn là đang chạy. Đây, Đông Nam Media. Con GitHub, con này cũng đang chạy. GitHub đây, đúng không? Thì chúng ta nhìn thế này. Mỗi một cái kết nối này để chúng ta có thể truy cập được vào nó ấy, chúng ta cần cái IP, cái giải IP, cần cái port, cái cổng để truy cập, cần cái tài khoản và cần cái mật khẩu để truy cập vào trong, đúng không? Thì chúng ta khi mà sử dụng cái PHP để kết nối, chúng ta sẽ có những cái constant để lưu trữ những cái thông số kết nối như này. Được chưa? Để cho sao? Sau này không ai thay đổi được nữa. Lưu một lần thôi, đúng chưa? Xong chưa? Đấy là một cái lợi ích. Các bạn biết cái lợi ích thứ hai là gì không? Thử nghĩ như này nhé. Thử nghĩ như này. Nếu ví dụ sau này khi mà tôi làm website thì quy định cái trang chủ của tôi nó là localhost cái gì gì đấy, slot home. Đây được dẫn trang chủ đúng không? Tôi thích quy định như này. Thì đây là được dẫn trang chủ của tôi. Sau rồi sau đấy ví dụ ở trong trang home này, ở trong các trang web các bạn nhìn thấy ở cái phần đầu ấy nó có logo đúng không? Và chúng ta phải biết cái thẻ Ahrefs về cái localhost home này lúc vào đây, đúng chưa? Và trong website của chúng ta có rất là nhiều trang, đúng chưa? Có cực kỳ nhiều trang, cái trang, cái page khác nhau mà luôn luôn bấm vào đây thì nó phải về trang home này. Nhớ đâu một hôm đẹp trời nào đấy ông tổng biên tập ông bắt sửa cái này thành ôm trừ vệ thì sao? Thành niên nó bắt đổi. Tớ biết sao? Văn ba khách hàng có những yêu cầu rất là chuối. Ra sao?
Ví dụ số lượng tin bài, ví dụ vợ với trước làm cái trang làm sao mình form, số lượng tin bài nó rơi vào khoảng 300.000 bài trong một website, tương đương 300 page khác nhau đúng không? 300.000 page khác nhau đúng không? Bây giờ nhắc vào tình trạng một sửa không có xử lý tết tết tây chẳng hết được đúng không? Vậy sao chúng ta tạo ra một cái constant là home page đi, home page bằng cái đường dẫn ở trên, hiểu chưa? Tất cả các trang khác chúng ta dùng cái href này bằng cái giá trị của cái cái này đúng không? Sau đây ra cái thằng của nợ ở trên cái nó muốn thay đổi thành home trừ page hay home trừ index hay home trừ cái quái gì cũng được, chúng ta vào cái chỗ định nghĩa ra cái constant này gán lại giá trị cho nó bằng cái giá trị mới đi ạ. Xong đi chưa, đúng không? Đây gọi là gì? Reevaluate, viết một lần dùng nhiều lần, bây giờ đây là lợi ích của constant, xong chưa? Ngoài ra những cái hằng số có sẵn, ví dụ như kiểu là pi, pi số pi đúng không, 3.14 thì nó cũng được định nghĩa sẵn ở trong PHP. Đấy là về khái niệm constant. Ngoài ra cái constant này chúng ta có hai cách define, chúng ta có hai cái định nghĩa. Cách thứ nhất là như thế này, được chưa? Cách thứ hai là sử dụng hàm define, đây là name, đây là giá trị, đây giá trị, chúng ta comment cái này vào, kết quả ở trên nó sẽ như nhau, đúng chưa? Thì như vậy là đây là hai cách định nghĩa ra constant trong PHP. Ghi vào xong chưa? Tiếp theo chúng ta search cho tôi cái từ khóa này nhá. Nào nhìn vào đây, search cho tôi cái khóa này. Magic. Magic là gì? Phép thuật đúng không? Constant. PHP. Magic constant. Cái từ này thường thường tôi không dịch thành tiếng Việt đâu. Đọc magic constant nó hay hơn rất là nhiều. Đúng không? Chị Hằng kỳ diệu. Đúng không? Rồi, ở đây chúng ta có những cái hằng số như sau. Like, find, dear, function, class, trail, method, namespace, class name, class. Đấy chưa? Đây là những cái hằng số gì? Mặc định. Lưu ý này, đây là những cái hằng số mặc định được PHP nó cung cấp sẵn. Nó giống như cái $get, $post, $request, $server. Đúng không? Nó giống như vậy. Chẳng qua là nó đã được định nghĩa trước của chúng ta rồi. Bây giờ việc của chúng ta sẽ là dịch cho tôi toàn bộ cái magic constant trong PHP. Dịch ra nha. Và lấy ví dụ cho tôi về các cái thằng này.
Được chưa? Làm luôn.